Thưa quý vị, nhắc đến đục thủy tinh thể thì nhiều người cho đó là bệnh của tuổi già, chứ ít ai ngờ rằng bệnh lý mắt thì có tỷ lệ gây mù lòa hàng đầu này đang ngày có dấu hiệu của trẻ hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe của đôi mắt. Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do lối sống hiện đại, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Những thông tin này vừa được chia sẻ trong hội thảo khoa học những ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao về nhãn khoa được tổ chức vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội. Triển khai khám theo số liệu của Bộ Y tế, 70% trường hợp mù lòa tại Việt Nam có liên quan đến đục thủy tinh thể. Điều đáng nói là 35% trong số đó không biết bản thân bị bệnh. Các chuyên gia cho biết ở người bị cận thị, đục thủy tinh thể có thể đến sớm hơn 10 năm và dễ tăng nặng. Còn ở bệnh nhân tiểu đường, đục thủy tinh thể là một trong hai biến chứng mắt nguy hiểm thường gặp phải. Bên cạnh đó, sự tác động của các yếu tố nguy cơ làm mắt lão hóa sớm liên quan đến lối sống như thuốc lá, ít vận động, béo phì, thức khuya, môi trường ô nhiễm như thực phẩm, nguồn nước, không khí, sử dụng quá mức các thiết bị màn hình như điện thoại, máy tính, TV, khiến bệnh đục thủy tinh thể trẻ hóa ở nước ta. Thay vì hay gặp ở người trên 60 tuổi, hiện đục thủy tinh thể xuất hiện ở cả những người độ tuổi 40-50. Tuy nhiên, may mắn là kỹ thuật phaco được áp dụng ở Việt Nam gần 20 năm nay và ngày càng được cập nhật để theo kịp các nước tiên tiến. Chương trình của 18 năm trước đây, thì khi mà những thế hệ chúng tôi mổ thì lúc đó nó còn rất là sơ sài từ máy móc, từ kỹ thuật cũng như là các cái máy như là những cái thủy tinh thể. Nhưng hiện tại bây giờ thì kỹ thuật mổ nó đã khác rất nhiều. Có thể chỉ trong vòng 2 đến 3 phút có thể mổ xong, có thể là mang lại thị lực cho chúng ta cả nhìn xa, nhìn trung bình và nhìn gần. Có thể là đường mổ trước đây có thể là 3.3 mm nhưng bây giờ nó chỉ còn lại là 1.8 hoặc có thể xuống 1.6. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có loại thuốc nào ngăn chặn hoặc đảo ngược được quá trình đục thủy tinh thể. Các bác sĩ khuyến cáo ở giai đoạn đầu, triệu chứng của đục thủy tinh thể thường mờ nhạt, khiến người bệnh khó nhận biết. Đến khi xuất hiện các dấu hiệu rõ hơn, nhiều người vẫn chủ quan không đi khám do không thấy đau nhức hay cho đó chỉ là biểu hiện thường gặp khi có tuổi khiến bệnh trở nặng. Thủy tinh thể bị đục hoàn toàn gây mất thị lực.